Hello, 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 hello everybody, welcome to Help VKT. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Help VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game ha. Một con game là Hoa Kiếm 3D ha anh em. Ok rồi. Đó, game có 3 lát nhân vật ha. Đây, Chân Võ, Phi Vũ và Thục Sơn nha anh em. Đó, đồ họa cực đỉnh, vãi cả lời chưa. Ok, ok. Rồi, chắc hôm nay chúng ta sẽ chơi con bé này đi. Ok, ok, ok. Vô game. Rồi, ok. Đó, Phi Tiên, Chân Tôm. Rồi, đó, game biệt hóa 98-99% nha anh em. Đó, ok, chạy nhiệm vụ đầu game nè. Game này là Phi cài cuốc luôn nha anh em. Đó, ok. Rồi, chúng ta cho trong túi coi có gì không. Rồi, đầu game chúng ta không có gì hết ha. Đó, đầu game không có gì hết. Và con này hiện tại đang rất là hot nè. Đẩy, đẩy, đẩy. Ok, 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 ok. Mày hả bưởi, mày hả bưởi. Rồi, bây giờ chúng ta đến với thông tin của server cái ha. Rồi, đây, Hoa Kiếm 3D, Android, iOS, bất tử luôn ha. Rồi, open vào 19 giờ ngày 9 tháng 4, 2021 nha anh em. Đó, chính thức khai mở máy chủ Hoa Kiếm 1. Rồi, iOS miễn phí, nói không với chết chứng chỉ. Đó, đây là trang web của game ha. Đó, chúng ta sẽ có hai code, Tân Thủ và Hoa Kiếm nha. Ok, tham gia fanpage để nhận thêm code hàng ngày. Hàng ngày là đều có code trên fanpage nha. Và link iOS thì anh em tải ở đây nha anh em. Đấy, chứ bên này hình như là chưa có cập nhật. Này là chỉ có cập nhật ấy thôi. Còn hình như là iOS anh em qua fanpage lấy ha. Hoặc theo sẽ để dưới phần miêu tả cho anh em ha. Rồi, link nhập code nè. Đăng nhập vào web để nhập code hả. Ok, ok. Ok, 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 vô game. Ok, rồi vô game nào. Đó, rồi đây chúng ta sẽ nhập code. Trong này chúng ta có su, menu, hệ cào, nạp game ha. Rồi đây code. Ok, S2. Rồi, link Zalo group nè ha. Máy chủ mới chia sẻ chính thức, các đại hiệp tham gia sẽ nhận code, like, share, comment nè ha. Chụp gửi fanpage, chuỗi sự kiện 7 ngày, tích lũy 7 ngày, đăng nhập 7 ngày, đua top nhận hưởng siêu hot, ban hội tranh bá, nhất khống giang hồ, phương tôn tìm chủ. Ok, rồi và nhiều sự kiện hấp dẫn khác, fit code đặc biệt mừng ra mắt Tân Thủ và Hoa Kiếm. Ok, ok. 100.000 kim nguyên bảo không khóa và 100.000 ha. 100.000 kim nguyên bảo khóa và 10.000 kim nguyên bảo không khóa ha. Tỷ lệ nạp là 1:1.3 ha. 10.000 chúng ta được 13.000 xu. Đó, đó với chuyển khoản. Còn mà cạc với thẻ cào thì 10.000 được 10.000 xu ha. Ok. Rồi, khuyến mãi 50% nạp trong 3 ngày đầu open, sự kiện ưu đãi ban hội, fan cứng và nhiều sự kiện khác. Đó, ok. Rồi, con game mới luôn nha. Ok, vô nhập code cái đã. Code đâu rồi? Code đây. Code Tân Thủ. Mã code Tân Thủ. Ok, nhập code thành công. Nhập code thành công rồi, hư đâu? Đây, có hư rồi nè. Đó, nhận hư nè ha. Ok, bách chiến. Rồi, vô. Chúng ta sẽ có được 100.000 kim nguyên bảo khóa nè. Rồi, còn kim nguyên bảo không khóa thì chắc là cái code kia Hoa Kiếm nè ha. Anh em like share để nhận thêm quà code này nọ ha. Ok. Rồi, ra. Còn một cái code nữa mới nhai rồi đây.
Đó, 10.000, ok anh em. Rồi, 10.000 kim biên bảo khóa, không khóa nữa nè ha. Đó, rồi anh em vào trong kỳ trận cát nè, bấm qua đây. Rồi, lụm cái hẻ này cho heo, ok, chúng ta sẽ lên được là... Đây, mang, đó. Chúng ta sẽ lên được VIP 4 ha, và anh em tiêu kim biên bảo không khóa sẽ nhận được... VIP nha. Đó, cứ như thế mà lên. Rồi, ok. Rồi, bây giờ heo sẽ chạy nhiệm vụ đầu game và nhắn tin nhà admin để lấy cái code like share cái ha. Ok, để chạy tí cái đã. Rồi, ok. Chạy nhiệm vụ thôi. Tính ra cái game này thì... gọi là chắc là một con game gọi là chơi lâu dài luôn anh em. Vì thường những cái con game mà tỷ lệ như vậy nè là chơi rất là lâu ha. Nhưng mà tính ra là khá ngon đó chứ. 10.000 mà chúng ta tính ra tỷ lệ 1-1 đây, 10.000 mà được 10.000 xu ha. Mà trong này chúng ta được 100.000 kim nguyên bảo thì tính ra là phi cho chúng ta cả 100.000 rồi đúng không? Đồ, mà tính ra ngon đấy. Đây, quà VIP nè ha. Rồi chúng ta tiêu kim nguyên bảo ha, là nó sẽ lên VIP cho chúng ta nha anh em. Nè, đó, mỗi lần tiêu phí 100 kim nguyên bảo thu được 1 điểm VIP ha. Được đó. Rồi, mà con game này nghe admin nói là mỗi ngày đều sẽ có code ha. Ok, nghe mỗi ngày mà có code nữa là ngon lành luôn. Em ơi, tình bạn ở dưới tình yêu nè, tình nè, mày hả bưởi. Ơi, tính ra chơi cái con này nó bắn cung ngon đó chứ, nó bắn từ xa, má đàm hấm thiệt luôn á. Ok, sao mình không nâng hú cửi lên cái ta? Dạ, cho nó đẹp, thấy người ta có mấy con hú cửi đẹp vãi, mà mình... Ok, rồi đi mua. Đây kim nguyên bảo khóa thường. Kim nguyên bảo khóa nằm đâu ta? Nằm đâu bên này nè, đây. Tỏ kỳ đan. Đây chúng ta được ok, mua. Mua 1.000 thôi. Hết rồi chúng ta mua nữa. Ok. Mua ha, đó, tăng lên đó, tự động. Ok, đó. Hú cười. Tiếp luôn, bao nhiêu đây vẫn nâng cũng được khá nha. Hú cười, ok rồi, tao biết rồi, bấm liên tục luôn ha. Đó, con này đẹp nè, đậu xanh. Tới luôn, không biết đủ lên con nữa không ta. Không đủ thì mình mua tiếp ha. Đó. Ok, đó, một con này quá xấu. Ok, quyết định là nâng cho hết luôn rồi chúng ta đi mua ha. Ok. Đây nè, đây có cái này là thời trang nè ha, mua liền đó. Ok, anh em mua cái túi đó nó rẻ hơn là chúng ta mua lẻ nha. Rồi. Đây. Mua thêm 1.000 nữa. Rồi, con này là bao chơi lâu dài luôn ha. Đó. Anh em có thắc mắc gì thì cứ inbox trực tiếp cho fanpage nha anh em. Ok. Việt hóa 98.99% ha. Đó, đồ, mã con này nè. Con này mới để cho chúng ta mà cởi được nè ha. Mà, ok, để xài hết cái đống này cái. Ok. Hồi tiếp theo con này nhưng mà thôi rồi, má lên con nó tốn lắm. Cởi con này chạy vòng là được rồi. Đó. Chúng ta có phù nữa mà. Đó. Ok. Thôi. Quá là ngon. Đó. Ok ha. Và cái thời trang nó mặc nè, khá là đẹp luôn á chứ, đậu phộng. Ok. Rồi, link em sẽ để dưới phần mô tả ha. Anh em nào có chơi thì tải về nha anh em. Đây, game sẽ open vào 19 giờ ngày 9 tháng 1, có lòng 9 tháng 4 2021 nha. Sẽ open server đầu tiên luôn và bắt đầu cho chúng ta là một hành trình cài cuốc nha. Đó.
Ok, chơi game là lâu dài là thấy anh em ơi rồi. Chứ còn một số con game thì chơi một hai ngày nó hơi chán chán. Ok. Đỡ luôn bữa ơi. Má con này đam kinh thì chứ, nó đam cái nào là hấm cái đó luôn anh em. Má cực, ủa tính ra chúng ta đi mua cái con chúng ta lân cái con bét để làm cái gì? Mà hồi nãy giờ chúng ta toàn là phù không? Má phù từ đầu này qua đầu kia, đậu xanh. 3, 2, 1, ok, lên đánh con boss cái nào. Cái thời trang đẹp chứ bộ. Đúng chất một bộ thời trang của nó luôn. Đậu. Rồi thì link sẽ để dưới phần mô tả ha. Anh em nào có chơi thì tải về nha anh em. À, game này là theo nghĩa là một con game lâu dài cho chúng ta ha. Và tỷ lệ như vậy thì chắc là giữ nguyên được cái giá trị của những cái vật phẩm luôn nha anh em. Đúng không? Theo thấy thì cái này nó giữ luôn cái giá trị của những cái vật phẩm nè. Đó, ví dụ như một cái đan một cái viên đan hay một cái áo đi. À, nó bao nhiêu đây tiền thì chúng ta thấy là khá là ngon rồi đúng không? Mà hình như cái này được bài bán nữa. Ngoại hình linh sủng, ok, nút vậy. Rồi vậy ha, link game heo để dưới phần mô tả cho anh em ha. Rồi ok. Đó, nhắc lại thông tin server một lần nữa. Rồi game Hoa Kiếm 3D open server mới, server 1 Hoa Kiếm 1 ha. Vào 19 giờ ngày 9 tháng 4 ha. Server lâu dài ổn định ha, có iOS VIP, Android free hết nha. Việt hóa luôn 98-99%. Rồi like share nhận thêm quà ha, tỷ lệ nạp có dưới luôn. Đó. Và code mỗi ngày trên fanpage ha. Rồi ok nè, máy chủ mở cùng điều kiện tham gia code mỗi ngày trên fanpage. Đó. Rồi ok. Thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn.